Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook tố cáo chính quyền Việt Nam đứng sau nhóm tin tặc APT32. Một nhóm tin tặc từ Việt Nam với tên APT32 hoạt động trái phép dưới sự chỉ đạo được cho là của nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua đã nhiều lần bị các quốc gia, tổ chức quốc tế tố cáo. Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook là tổ chức gần đây nhất đã vạch mặt nhóm hacker Việt Nam được cho là cuộc thuộc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bảo trợ này. Nhóm bảo mật của Facebook vào hôm 10 tháng 12 đã cáo buộc nhóm hacker APT32 do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ các nước ngoài, các cơ quan báo chí cùng các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Đây là hình ảnh chụp màn hình phần nói về nhóm tin tặc APT32 được hậu thuẫn bởi chính phủ Việt Nam trong bài viết Hành động chống lại tin tặc ở Bangladesh và Việt Nam trên trang web của Facebook vào hôm 10 tháng 12. APT là nội dung viết tắt bằng tiếng Anh, tức là mối đe dọa liên tục nâng cao. Nathaniel, người đứng đầu bộ phận chính sách an ninh của Facebook, và Mike, quản lý bộ phận thông tin tình báo về đe dọa trên mạng của Facebook cho biết. Các nghiên cứu của hãng cho thấy nhóm hãng cờ APT32 hoạt động trên Facebook bằng cách tạo các tài khoản, trang giả, thường lấy tên là các nhà hoạt động hoặc doanh nghiệp rồi lan truyền mã độc. Nhóm này thường chia sẻ các đường dẫn tới những nạn nhân của mình với những trang mà nhóm này hoặc đã hack được hoặc được lập nhập thành nhóm riêng. Các đường dẫn này thường là mã độc hoặc các đường dẫn đến các ứng dụng Android mà nhóm này đã tải lên Play Store, cho phép nhóm có thể giám sát đối tượng của mình. Facebook cũng cho biết hãng này đã gỡ các tài khoản và trang của nhóm hacker này, đồng thời chặn các trang của nhóm này. APT32 được cho biết bắt đầu từ hoạt động từ năm 2014 và thường được biết đến với các tên khác như Ocean Lotus, APT-C00 hoặc Lush Lotus hoặc những cái tên tương tự, và các hoạt động tấn công của nhóm thường có liên quan đến các mối quan tâm của chính quyền Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 10, một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do hai cơ quan truyền thông báo chí lớn của Đức là tờ báo Die Zeit và Bayer Rundfunk thực hiện đã đi đến kết luận rằng nhóm hacker APT32 được ghi nhận là hoạt động trái phép với sự điều động của nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua và đã nhắm vào mục tiêu tấn công vào cộng đồng người Việt ở Đức hoặc đặc biệt là những người cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam và kể cả những nhà báo Đức đưa tin bất lợi cho chính quyền Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp màn hình một email giả mạo danh tính của ông Vũ Quốc Dụng, giám đốc mạng lưới nhân quyền Veto mà nhóm APT32 thực hiện. Tin tức về tin tặc của Hà Nội đã được loan đi khắp các cơ quan và đài truyền hình lớn của Đức trong những trung tuần vào tháng 10 vừa qua. Cuộc điều tra đã đề cập đến những người bất đồng chính kiến hiện đang sống tại Đức. Như ông Bùi Thanh Hiếu còn được biết đến với bút danh người buôn gió và ông Vũ Quốc Dụng là giám đốc của Veto, một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Berlin. Ông Vũ Quốc Dụng cũng chia sẻ với đài Á Châu Tự Do rằng ông không phải là người mà các tin tặc nhắm vào để tấn công, nhưng họ đã giả mạo tên ông để tấn công những người ông thường liên lạc. Ông nói như sau: tôi được một vài người liên lạc với tôi để hỏi có phải là tôi đã gửi thư cho họ hay không. Vì họ nghi ngờ, họ hỏi lại nên họ không bị nhiễm mã độc vì họ không mở tệp đính kèm trong đó. Sau này, có một số chuyên gia công nghệ cao cho biết trong tệp này có chứa mã độc có tên là Cobalt Striker. Nó có mục đích do thám máy tính của họ. Họ cũng cho biết cái mã độc này do nhóm hacker có tên APT32 hay là Ocean Lotus phát đi. Chiến dịch gửi email giả tạo nhắm vào những người hoạt động nhân quyền và tìm cách cài phần mềm gián điệp nói với tên Cobalt Striker vào máy được nhóm APT32 thực hiện vào khoảng tháng 5 năm nay. Họ dùng một cái email rất giống email mà tôi thường dùng. Họ gửi đến những người đó với dòng tít là do gì thông tin nhân sự đại hội 13, dự kiến tứ trụ triều đình cộng sản. Nghe cũng rất hấp dẫn. Xong rồi họ yêu cầu mở tệp đính kèm ra. Họ sử dụng tên địa chỉ mà chúng tôi thường dùng để liên lạc trong tính cách là giám đốc tổ chức để gây cảm tưởng là email này là email chính thức của chính chúng tôi gửi đi. Thế nhưng có điều là họ không lưu ý là những người mà họ báo cho chúng tôi họ thấy làm lạ, bởi vì chưa bao giờ mà tôi gửi thư hoặc gửi trao đổi với họ về đề tài này. Như vậy, người nhận email giả mạo danh tính của ông Dụng chính là bà Mariana Mai, một nhà báo độc lập ở Berlin. Bà Mai từng viết nhiều bài báo trên những tờ báo lớn như Nhật báo TASS về cộng đồng người Việt ở Đức, cũng như về các vấn đề ở Việt Nam. Đây là hình ảnh nữ phóng viên Maria Mai ở giữa của báo TASS cùng ông tổng biên tập Lê Trung Khoa, Thời báo.de và blogger người
buôn gió, tức là ông Bùi Thanh Hiếu, tại một hội thảo về tự do báo chí ở Việt Nam diễn ra Berlin vào năm 2018. Bà đã thuật lại như sau: vào tháng 5, tôi nhận được một email bằng tiếng Việt. Phải nói tôi chỉ hiểu được vài từ trong tiếng Việt thôi. Người gửi email này là anh Vũ Quốc Dũng từ mạng lưới nhân quyền Veto tại Đức. Anh Dũng nói tiếng Đức rất giỏi và tôi rất ngạc nhiên. Tại sao anh ấy viết email cho tôi bằng tiếng Việt? Và tôi đã hỏi âm: xin chào Mr. Dũng. Tất nhiên tôi viết bằng tiếng Đức. Sáng hôm sau tôi nhận được câu trả lời bằng tiếng Đức, nhưng ngôn ngữ tiếng Đức rất tệ. Đại khái nói là đây không phải là thư giác. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên, tại sao lúc đầu anh Dũng lại viết cho tôi bằng tiếng Việt? Tại sao anh lại trả lời bằng tiếng Đức rất tệ như vậy? Và tại sao anh ấy lại trả lời lúc 5 giờ sáng? Tôi nghĩ 5 giờ sáng mọi người ở Đức vẫn đang ngủ, nhưng ở Việt Nam lúc đó là ban ngày. Bà đã báo lại việc đó cho ông Dũng và bà không mở tệp đính kèm. Thế nhưng bà nói bà vẫn không hề có hoài nghi đây là một nhóm tin tặc đã tấn công bà, mãi cho đến khi phóng viên của đài Berlin tìm đến bà và cho biết đây là tin tặc có thể là nhóm phòng APT32. Lúc đó bà cảm tưởng như trên trời rớt xuống. Bà Mai chia sẻ: tôi bị sốc vì tôi không nghĩ rằng tôi lại là mục tiêu của chính phủ Việt Nam, một người mà họ muốn hack vào và quan tâm đến các liên hệ của tôi. Tôi đã viết bài về vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh vào mùa hè năm 2017. Tôi đã viết bài về phản ứng của chính phủ Đức và xã hội dân sự Đức về vụ bắt cóc này. Tôi là nhà báo thứ nhì trên toàn thế giới đã đưa tin về vụ bắt cóc. Nó đã gây ra một chấn động dữ dội về mặt truyền thông trên toàn thế giới. Mỗi ngày càng có thêm chi tiết được đưa ra ánh sáng. Và chính quyền Việt Nam chắc hẳn không hài lòng về những tin nói là đích thân Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam ông Đường Minh Hưng mặc bộ đồ lót ở trong phòng khách sạn tại Berlin điều động vụ bắt cóc này. Việt Nam họ không thích điều đó. Nữ nhà báo Maria Mai đã chia sẻ như vậy. Còn nhà báo Hakan là một trong những phóng viên của đài Berlin và tờ báo Sai thực hiện phóng sự điều tra kỹ thuật và phỏng vấn hàng loạt các cá nhân hoạt động nhân quyền đã chia sẻ những chỉ dấu cho thấy nhóm APT32 hoạt động dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Việt Nam. Đây là hình ảnh phần miêu tả về nhóm APT32 dưới sự điều động của chính quyền Việt Nam trên trang web của Freegate. Ông phân tích tiếp như sau: nhóm này đã hoạt động từ năm 2011, lúc đó chưa ai để ý đến tin tặc từ chính quyền. Hồi đó họ thậm chí còn chọn cho mình một cái tên Việt Nam, đó là sinh tử lệnh. Đại khái có nghĩa là lá cảm tử. Điều này đáng chú ý vì nếu không quan hệ với Việt Nam thì tại sao lại chọn một cái tên Việt Nam theo kiểu một tiểu thuyết Trung Quốc? Đây không phải là bằng chứng tuyệt đối, nhưng nó là chỉ dấu đáng chú ý. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều chuyên gia an ninh mạng khác, và ông Thomas, Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang, cũng nói với tôi rằng họ thấy dấu hiệu rõ ràng rằng nhóm này đang hoạt động từ Việt Nam, căn cứ trên các mục tiêu như ông Vũ Quốc Dũng, Bùi Thanh Hiếu đều đang sống ở Đức và bị nhóm này nhắm tới bằng các thư lừa đảo. Ông cũng tiết lộ những đối tượng bị nhóm này tấn công đều có một điểm chung, họ đều đang nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam bằng cách này hay cách khác, nhưng cố gắng vận động tự do cho những luật sư bị giam ở Việt Nam hoặc đưa hình ảnh video từ Việt Nam cho thấy lực lượng an ninh Việt Nam có hành vi sai phạm như bắt dân ra khỏi nhà, cướp đất, vân vân. Trước đó vào tháng 4 năm nay, hãng tin mạng Freeway, một hãng tin an ninh của Hoa Kỳ, đã báo cáo nhóm tin tặc APT32 của Việt Nam đã thực hiện các chiến dịch tấn công Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán nhằm thu thập thông tin về cuộc khủng hoảng COVID-19. Cũng theo Freeway, APT32 đã tìm cách vào các tài khoản email của các chuyên gia và các nhân viên của Bộ Quản lý Khẩn cấp và chính quyền thành phố Vũ Hán để tìm kiếm thông tin dịch bệnh và các nỗ lực kiểm soát tình hình. Còn ông Adam Zeka, chuyên gia về an ninh mạng của Hội đồng Quan hệ Quốc tế ở New York, đã nói với hãng truyền thông Reuters rằng thông tin về những vụ tấn công của tin tặc Việt Nam như vừa nêu cho thấy là sự mất lòng tin đối với những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc, và khi Trung Quốc hắt hơi thì các nước láng giềng cũng bị lây cúm. Freer cũng cho biết APT32 cũng nắm đến các nhà hoạt động chính trị và các nhà hoạt động về nhân quyền ở Việt Nam. Đây là hình ảnh APT32 trước đó cũng đã nằm trong danh sách theo dõi của không chỉ Freer mà còn nhiều hãng an ninh mạng quốc tế khác. Và đây là hình ảnh tiếp theo, mô hình minh họa quy trình tấn công mạng của nhóm APT32 được Freer công bố vào hôm 14 tháng 5. Vào năm 2016, khi đó, một nhà phân tích ứng phó đã nói với Freer với kinh nghiệm xử lý khoảng 12 cuộc xâm nhập mạng từ APT32 đã kết luận rằng mục đích tấn công của APT32 có vẻ như phục vụ lợi ích của nhà nước Việt Nam. Nhà phân tích của Freer đã kết luận rằng APT32 có thể được thực hiện đồng thời nhiều chiến dịch
và có đủ nguồn lực cũng như khả năng để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đặc biệt là giám sát và kiểm tra dữ liệu. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 5 năm 2017, FIA đã đánh giá rằng APT32 là một nhóm gián điệp mạng dính đến lợi ích của chính phủ Hà Nội. Nick Kerr, giám đốc của FIA, đã theo dõi APT32 từ năm 2012, tiết lộ rằng một cuộc điều tra được thực hiện vào năm 2017 về các vụ tấn công ở châu Á, Đức và Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng nhóm này đã dành ít nhất 3 năm để nhắm vào các tập đoàn nước ngoài có quyền lợi ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, sản phẩm, tiêu dùng và khách sạn. Cũng vào năm 2018, có nhiều báo cáo nói rằng Ocean Lotus hoặc APT32 đã tham gia vào hoạt động gián điệp công nghiệp trong 2 năm qua nhắm vào các nhà sản xuất ô tô BMW của Đức, Toyota và Hyundai. Các hãng truyền thông đã trích dẫn lời những nhà phân tích mạng cho biết các cuộc xâm nhập mạng dường như là để hỗ trợ mục tiêu sản xuất xe tại Việt Nam. Ngoài ra, Volesti, một công ty an ninh mạng, đã báo cáo vào năm 2019 rằng APT32 đã thực hiện chiến dịch tấn công và giám sát kỹ thuật số và hàng loạt rất tinh vi và cực kỳ rộng rãi nhằm vào các phương tiện truyền thông, nhân quyền và các nhóm xã hội dân sự cũng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, công ty an ninh mạng Closer Crest đã lưu ý vào cuối năm 2019 rằng sự bùng phát trở lại hoạt động của gián điệp Việt Nam, tức là APT32, đã bắt đầu từ năm 2012 và tăng đáng kể từ năm 2018, được cho là gắn liền với chính phủ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 với bản tin Facebook tố cáo chính quyền Việt Nam đứng sau nhóm tin tặc APT32. Các bạn và các hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.